Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Chào ngày mới của Truyền hình Nhân dân. Bây giờ là 6 giờ sáng ngày 22 tháng 1. Trước khi đến với những nội dung chính của chương trình, xin chúc quý vị đang theo dõi chương trình có một ngày mới mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui. Thưa quý vị, năm 2020, Việt Nam sẽ tổ chức nhiều sự kiện quốc tế trong nước quan trọng, đặc biệt năm nay sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Để thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng đúng với quy định số 183 của Bộ Chính trị, ngày hôm qua 21 tháng 1, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký công văn số 77 gửi các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương về thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng. Về việc tặng hoa tại các cuộc meeting, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị và các hoạt động khác có lãnh đạo dự hoặc đồng chí lãnh đạo được phân công dự, tặng chung một lãng hoa với nội dung Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng. Văn phòng Trung ương Đảng hoặc cơ quan giúp việc trực tiếp đồng chí lãnh đạo được phân công dự chuẩn bị lãng hoa. Các đồng chí lãnh đạo khác không tặng hoa. Về việc tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp kỷ niệm ngày sinh và Tết Nguyên đán, Văn phòng Trung ương Đảng chuẩn bị, Thường trực Ban Bí thư tặng một lãng hoa chung. Văn phòng Chủ tịch nước chuẩn bị, Chủ tịch nước tặng một lãng hoa chung. Văn phòng Quốc hội chuẩn bị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng một lãng hoa chung. Văn phòng Chính phủ chuẩn bị, Thường trực Chính phủ tặng một lãng hoa chung. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng không tặng hoa với tư cách cá nhân, bộ ban ngành trung ương, các địa phương không đến tặng hoa hoặc gửi điện hoa chúc mừng, nếu có nhu cầu thì gửi thiếp chúc mừng. Không tặng hoa khi đón tiễn các đồng chí lãnh đạo đi cơ sở đến dự các cuộc meeting, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị, họp mặt tại bộ ban ngành địa phương. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo cơ quan đơn vị thực hiện theo quy định này. Vừa qua, theo báo cáo mới nhất của Công an thành phố Hà Nội, theo dự kiến đến hết quý 1 năm 2020, Hà Nội sẽ hoàn thành bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn thành phố. Báo cáo của Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 3 tháng 1 năm 2020, Công an thành phố đã triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã giai đoạn 3 của đề án 3 tại 135 xã thuộc 18 huyện, thị xã với tổng số 816 cán bộ chiến sĩ. Đến nay, Công an thành phố đã triển khai bố trí công an chính quy tại 281 trên 386 xã, đạt 73% với tổng số 1.773 cán bộ chiến sĩ, trong đó đã hoàn thành bố trí công an chính quy tại 100% xã thuộc 6 huyện, thị xã Sơn Tây, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức, Phúc Thọ. Hiện vẫn còn 105 xã trên địa bàn thành phố chưa triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các huyện, thị xã khẩn trương hoàn thành trong quý 1 năm 2020 để bảo đảm lộ trình theo đúng quy định. Với mong muốn người dân sử dụng xe máy về quê đón Tết an toàn, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức các điểm trao nước suối, khăn lạnh trên các trục đường về miền Tây và các tỉnh Đông Nam Bộ. Theo ghi nhận tại xa lộ Hà Nội, nhiều người không khỏi bỡ ngỡ khi được các chiến sĩ thuộc đội cảnh sát giao thông rạch chiếc liên tục trao những chai nước suối và khăn lạnh để giải khát và giảm mệt mỏi trong tiết trời nóng bức. Đơn vị cho biết đã huy động hơn 200 thùng nước cùng hàng trăm khăn lạnh từ quỹ của đoàn thanh niên. Nước được ướp lạnh trước khi trao tận tay người đi đường. Trong ngày hôm qua, trên quốc lộ 1, trạm cảnh sát giao thông Tân Túc cũng tặng hơn 500 chai nước suối và khăn lạnh cho người dân về các tỉnh thành miền Tây đón Tết. Đồng thời kết hợp tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho người dân nắm để tham gia giao thông an toàn hơn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa quyết định phân bổ hơn 800 tấn gạo được Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố để cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, trong tổng số hơn 800 tấn gạo được Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình phân bổ cho các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới. Các địa phương tổ chức giao nhận cấp phát kịp thời, đúng đối tượng, chế độ quy định và phù hợp với tình hình khó khăn thực tế tại địa phương. Đến ngày 21 tháng 1, việc hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân, nhất là vùng khó khăn, miền núi, biên giới cơ bản hoàn thành với định mức 15 kg một người.
mặc dù Tết Nguyên đán đã đến cận kề, nhu cầu đi lại tham gia giao thông của người dân tăng lên đột biến. Trái ngược với mọi năm, năm nay cảnh tượng hành khách chen chúc đổ về các bến xe dịp Tết đã không còn xuất hiện tại các bến xe ở Hà Nội trong dịp giáp Tết. Số lượng người có nhu cầu di chuyển bằng xe khách đã giảm rõ rệt, khiến tình trạng nhiều xe xuất bến trong tình trạng ế khách. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân trong buổi chiều ngày hôm qua 27 tháng Chạp. Bến xe Mỹ Đình ngày 27 Tết, trái ngược với cảnh ùn tắc tại nhiều tuyến đường nội thành của thủ đô, dòng người đổ về bến xe này vắng hơn hẳn, không đông đúc, tấp nập như mọi năm. Nhà xe này cũng giống như hầu hết các đơn vị vận tải khác, mặc dù chuẩn bị xuất bến nhưng cả xe chỉ vòn vẹn vài người. Theo nhà xe này cho biết, lượng khách đông nhất cũng chỉ đến 20 người trên chiếc xe 50 chỗ. Số ghế còn lại cũng không hy vọng lấp đầy khi ra bắt khách cả ngoài bến. Khách thì vắng lắm. Nói chung là đi về, bây giờ sáng lên được có mười mấy người, bây giờ về lên xe giờ được có mấy người, chung là vắng. Còn tại bến xe Giáp Bát, tình trạng điều hưu cũng không kém. Phòng bán vé thi thoảng cũng chỉ có một vài người đến mua. Theo các hãng vận tải ở đây, tình trạng vắng vẻ này bắt đầu từ sau ngày 23 tháng Chạp đến nay vẫn không khả quan. Tuy nhiên may là khách đến giờ này nó chưa có khách để về, còn nhà xe coi như là không đủ khách để về từ quê. Như bây giờ là lượng khách ra bến ít, là họ đi bằng xe đưa đón tại nhà. Cái lực lượng limousine xuất hiện trong cái năm nay thì quá nhiều, do đó thì cái lượng hành khách qua bến cũng nó đã có thay đổi đáng kể. Do đó thì đây cũng là một cái thực trạng mà hiện nay thì nó đang xảy ra. Lý giải về việc vắng khách, đại diện các bến xe cho biết nguyên nhân một phần do các cơ quan, trường học, khu công nghiệp tự bố trí xe tận nơi đưa đón học sinh, công nhân, viên chức về quê đón Tết nên lượng khách dồn về bến xe giảm mạnh. Ngoài ra, xe cá nhân, xe hợp đồng dạng limousine số lượng nhiều cũng là lựa chọn của đa số người dân di chuyển về quê ăn Tết. Ngày 21 tháng 1, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bảo đảm cấp điện Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020. Cụ thể, đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra tại trạm biến áp 500 kV Đông Anh, trạm biến áp 220 kV Bắc Ninh 3, công ty điện lực Bắc Ninh. Qua kiểm tra, các đơn vị truyền tải đã lắp đặt các kháng bù ngang để hạn chế tình trạng điện áp tăng cao. Đặc biệt, Tết Nguyên đán năm 2020 trùng với thời gian cấp nước đổ ải vụ đông xuân, nên Tổng công ty điện lực miền Bắc, công ty điện lực Bắc Ninh và các công ty điện lực trực thuộc đã lên phương án bảo đảm cấp điện an toàn, tin cậy cho các trạm bơm, kể cả các trạm bơm dã chiến. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc, tăng cường kỷ luật trong vận hành nhằm bảo đảm cấp điện an toàn, tin cậy, phục vụ nhân dân cả nước vui Tết, đón xuân. Thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, trong dịp Tết năm nay, các phạm nhân ở trong các trại giam vẫn được đón Tết trong không khí đầm ấm vui tươi với đầy đủ vật chất và tinh thần của hương vị ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Sau đây là ghi nhận của Truyền hình Nhân dân. Tết năm nay, trại giam ở các tỉnh phía Nam đã chuẩn bị chương trình vui xuân đón Tết cho phạm nhân chu đáo, mang đậm hương vị của ngày Tết cổ truyền của dân tộc như cây mai, bánh chưng, bánh tét. Phạm nhân Phạm Ngọc Vũ, quê ở thành phố Hồ Chí Minh tâm sự. Bản thân tôi cũng như bất kỳ một cái phạm nhân nào khác thì đón một cái Tết thì xa nhà như vậy thì quả thật cũng có nhiều cái không vui, nhưng mà được ban giám thị và đồng cán bộ thường xuyên tạo điều kiện cho chúng tôi liên lạc với gia đình thông qua điện thoại hàng tháng và được gặp gỡ với gia đình thì chúng tôi cũng được động viên để mà an tâm cải tạo. Trong những ngày Tết, các phạm nhân được vui chơi những môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, đá cầu, nhảy bao bố, kéo co, thi văn nghệ, v.v. Và mỗi môn thi đều có giải thưởng. Bên cạnh đó, chế độ Tết được tăng gấp 5 lần so với những ngày thường. Nhân đây thì cũng xin được gửi lời cảm ơn đến ban giám thị, như hội đồng cán bộ luôn quan tâm, động viên, chăm lo chúng tôi một cái Tết rất là đầm ấm, giúp chúng tôi bớt phần nào nỗi nhớ nhà để yên tâm cải tạo, để sớm được nhận được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Cũng nhân dịp Tết Canh Tí năm 2020, thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, các trại giam ở các tỉnh phía Nam cũng đã giảm án cho hơn 12.000 phạm nhân, trong đó hơn 2.500 phạm nhân được ân xá trước thời hạn về đoàn tụ với gia đình.
Để giúp đồng bào thiểu số vùng biên giới vui xuân đón Tết được đủ đầy, ấm áp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các nhà tổ chức và nhà hảo tâm tổ chức chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng biên giới. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, chương trình đã mang lại hơi ấm nghĩa tình đến với đồng bào nơi biên giới. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Truyền hình Nhân dân tại Quảng Bình. Ngoài việc thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, thì còn có nhiều hoạt động sôi nổi như thi gói bánh chưng, tổ chức các trò chơi thi đấu dân gian, liên hoan văn hóa văn nghệ đã thực sự tạo ra không khí sôi nổi, phấn khởi, tiếp thêm động lực cho con em đồng bào nơi vùng biên giới vượt khó khăn vươn lên học tập, vui Tết đón xuân trong niềm vui hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng đây là một niềm vui đem đến cho các em trong những ngày cuối cùng của năm Kỷ Hợi và trong những ngày đón xuân mới, chắc chắn là các em sẽ được có những niềm vui hơn nữa. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp tốt với các ngành, các cấp, đặc biệt là các cơ quan đơn vị hảo tâm để tạo ra các nguồn lực rất là phù, tạo ra cái nguồn lực tốt nhất và hiệu quả nhất để rồi là triển khai chương trình một cách là hiệu quả thiết thực trên biên giới. Lựa chọn các cái cơ quan đơn vị khó khăn, đặc biệt các cái nhà trường với các cái điểm dân bản mà còn đặc biệt khó khăn, còn thiếu thốn nhiều thì tập trung triển khai vào đó để rồi là triển khai hoạt động một cách hiệu quả thiết thực để giúp đồng bào đón cái Tết tốt lành hơn. Xuân biên phòng ấm lòng dân biên giới thực sự là một chương trình hết sức ý nghĩa trong những ngày giáp Tết, không chỉ mang lại không khí vui tươi nhộn nhịp nơi miền biên cương mà còn góp phần tạo sự đoàn kết quân dân trong việc xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Đường hoa Cần Thơ năm 2020 chính thức phục vụ người dân vui Tết từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1, tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Nguyên đán Xuân Canh Tý. Với chủ đề Xuân Hy vọng, với niềm tin và hy vọng trong năm mới, thủ phủ miền Tây Nam Bộ sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển, vững bước trên đường hướng tới tương lai. Khoảng 70.000 giỏ hoa từ các làng hoa nổi tiếng ở đồng bằng sông Cửu Long như làng hoa Sa Điếc, làng hoa Phó Thọ, Bà Bộ đã được quy tụ về đây. Điểm hấp dẫn của đường hoa năm nay là hầu hết các mô hình đều được thiết kế động, đặc biệt ý tưởng mô hình về biển đảo quê hương năm nay cũng không làm theo cách của những năm trước mà được trang trí hoàn toàn bằng sinh vật biển như tôm, cá, bong bóng nước. Bên cạnh đó, mô hình chuột linh vật của Tết Nguyên đán năm nay sẽ được thiết kế vui nhộn với ý tưởng chuột hiện đại và chuột truyền thống. Thường niên cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, không chỉ riêng người dân thành phố Cần Thơ mà các tỉnh lân cận trong khu vực ai nấy cũng đều háo hức mong ngóng được du xuân trên tuyến đường hoa nghệ thuật lớn nhất miền Tây. Thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết Canh Tý. Những ngày này trên các tuyến phố của thủ đô Hà Nội, không khí Tết Nguyên đán đã tràn ngập khắp mọi nơi. Diện mạo của thành phố cũng đang trở nên đẹp hơn bao giờ hết với đèn hoa rực rỡ, tô điểm thêm cho nét đẹp của thủ đô. Gần một tuần nay, Hội Phụ Nữ và Đoàn Thanh Niên Phường Phương Liên đã liên tục mở các đợt ra quân, quét dọn đường phố và trang trí cờ hoa khắp các khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn. Hoạt động này không chỉ tô điểm cho đường phố đô thị mà còn giúp người dân đoàn kết, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần. Phường Phương Liên là tập trung vào công việc là triển khai kế hoạch lo Tết cho từ khu dân cư, tổ dân phố, các cơ quan đơn vị trụ sở đóng trên địa bàn phường là phong quang sạch đẹp với tinh thần là tập trung đón Tết, một cái Tết rất là ấm áp, sum vầy, đoàn kết và hội tụ. Trong những ngày gần Tết này để đón xuân Canh Tí vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình hơn thì chúng tôi lại càng hào hứng để làm nào để cho môi trường của phường Phương Liên của chúng tôi ngày càng xanh sạch đẹp. Trên các tuyến phố trung tâm của thủ đô, màu của những loài cây đặc trưng của Tết đã lên lỏi khắp ngõ phố, các ngã đường tô điểm thêm cho sắc xuân ngày Tết, đánh dấu thời điểm khởi đầu năm mới. Đây cũng là lúc con người kỳ vọng gửi gắm những điều tốt đẹp nhất về tương lai. Các cái tuyến đường được trang cờ kết hoa và trang các cái đèn trang trí rất là nổi bật khác với lại những ngày lễ khác. Mùa xuân đúng là có cái cành hoa đào quất rồi các cái được trang trí ở trên các cái đường phố rất là đẹp. Chúng tôi thấy rằng là người dân thủ đô ai ai cũng phấn khởi. Cùng với hoa thì ánh đèn đã khiến nơi đây thật lung linh, hài hòa, mang đậm nét văn hóa của đất nước các bạn. Và rõ ràng trong từng cảnh còn gửi gắm thông điệp nào đó. Tôi rất thích không khí này, hy vọng mọi điều tươi đẹp sẽ đến với tất cả mọi người. Đường phố rất là đẹp, sang hoàng, đèn, nhất là buổi tối. Đường phố
đèn sáng lung linh này, với cả không bị lề loẹt như là những năm trước, với cả đường phố rất là tấp nập, không khí Tết. Năm Kỷ Hợi cũng đang dần khép lại, nhường chỗ cho xuân Canh Tí 2020. Với những sắc màu lung linh cùng tinh thần phấn khởi của người dân, hứa hẹn năm 2020 sẽ mang lại nhiều hạnh phúc và thành công cho tất cả mọi người. Thưa quý vị, tảo mộ là một nét đẹp văn hóa được người Việt coi trọng, gìn giữ từ bao đời nay. Không chỉ thể hiện sự hiếu thuận, thể hiện đạo nghĩa của con cháu đối với những người đã khuất, tảo mộ cuối năm còn là phong tục để thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Sau một năm học tập tại Hà Lan, hôm nay Thái Thủy Tiên cùng gia đình có mặt ở công viên tâm linh Lạc Hồng Viên này để cùng thăm lại phần mộ của người ông đã mất cùng ông bà, tổ tiên. Ngay từ khi còn nhỏ, Thủy Tiên và các anh em trong gia đình đã biết tới tục tảo mộ cuối năm. Vì vậy, mỗi khi Tết đến xuân về, dù đi xa đến đâu, Thủy Tiên cũng đều quay về để cùng gia đình hướng về nguồn cội. Tảo mộ thăm các cụ là một cái nét đẹp truyền thống văn hóa của Việt Nam. Nó giúp cho chúng em hướng về cội nguồn. Và việc đi thăm mộ như này cũng là để chúng em luôn luôn hướng về các cụ, các ông, các bà và tiếp tục những cái lời răn dạy của các cụ cho thế hệ trẻ ngày nay. Tảo mộ cuối năm từ lâu đã trở thành một tục lệ truyền thống không thể thiếu đối với mỗi người dân đất Việt. Và mỗi dịp chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, dù ở bất kỳ nơi đâu, các thành viên trong gia đình lại tụ họp, cùng nhau quây quần tới thăm mộ ông bà, tổ tiên. Tục tảo mộ không chỉ thể hiện sự hiếu thuận, đạo nghĩa của con cháu đối với những người thân đã khuất, mà còn là dịp để các gia đình quây quần, xích lại gần nhau hơn, để thế hệ trẻ có thể hiểu và lưu giữ các nét đẹp văn hóa của dân tộc. Mang tính chất giáo dục để đạo đức cho con cháu, để kết ra tấm lòng đạo nghĩa của con cháu đối với tổ tiên, với ông bà, những người đã khuất, cũng như người đã còn sống. Đặc biệt là xây dựng một hình ảnh và cái mối quan hệ để cho những người đang sống nhìn lại. Trước hết là thăm viếng và mời các cụ về ăn Tết đoàn tụ gia đình trong dịp năm mới này. Và thứ hai nữa là đưa các cháu nhỏ lên trên này để thấy được phong tục của nhà mình nó đẹp thế nào, và để các cháu sẽ tiếp nối cái phong tục của mình. Khi xã hội ngày càng phát triển, nhịp sống của mỗi người cũng theo đó mà đổi thay. Thế nhưng dù thay đổi đến đâu, phát triển như thế nào, thì những nét đẹp văn hóa của dân tộc vẫn luôn được gìn giữ và phát huy. Và tục tảo mộ cuối năm là một nét đẹp văn hóa như vậy. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Theo Tân Hoa Xã, hơn 30.000 gia đình đã bị mất điện trong ngày 21 tháng 1 sau khi những cơn bão mạnh quét qua khu vực miền đông Australia trong suốt đêm. Bão gây ra những trận mưa đá tại thủ đô Canberra, đồng thời tiếp tục tiến xa hơn về phía đông Australia trong bối cảnh tình trạng mất điện kéo dài tại phần lớn các khu vực ở các bang New South Wales, Queensland và Victoria. Cơ quan ứng phó tình hình khẩn cấp tại bang New South Wales cho biết đã có hơn 800 cuộc gọi đề nghị hỗ trợ trong suốt đêm, phần lớn là từ các vùng ngoại ô phía nam thành phố Sydney. Tại New South Wales, gió mạnh tốc độ hơn 100 km/h ở một số khu vực đã khiến nhiều mảnh mái nhà bay trên không trung và rơi xuống một tuyến đường chính đang có nhiều phương tiện giao thông qua lại. Tại khu vực công viên quốc gia Blue Mountains, hai thanh niên đã bị sét đánh phải nhập viện. Về phía bắc bang Queensland, các cơn bão đã khiến khoảng 20.000 gia đình lâm vào cảnh mất điện. Tại New South Wales, công ty điện Anchorage cho biết 14.000 ngôi nhà đã bị mất điện do gió mạnh, sét và mưa đá. Ngày 21 tháng 1, chính quyền thành phố Cologne của Đức đã buộc phải tạm đóng cửa một cây cầu quan trọng nằm gần ga tàu hỏa chính và ngừng hoạt động vận tải đường sắt qua đây khi phát hiện một quả bom chưa nổ từ Chiến tranh Thế giới thứ hai tại đây. Theo giới chức sở tại, các công nhân làm việc tại một công trường xây dựng đã phát hiện ra một quả bom nặng 500 kg ở bờ phải của sông Rhine. Quả bom trên được xác định là do không quân Mỹ ném xuống trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Để phục vụ đội giả phá bom mìn, triển khai công việc tháo dỡ bom từ chiều 21 tháng 1 theo giờ Việt Nam, chính quyền thành phố Cologne đã cho sơ tán các văn phòng gần khu vực và tạm ngừng hoạt động lưu thông trên cầu Hohenzollern. Đầu tháng này, tại thành phố Dortmund, khoảng 14.000 người đã được lệnh sơ tán khẩn cấp sau khi phát hiện hai quả bom chưa nổ tại trung tâm thành phố.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cho biết nước này sẽ thành lập đơn vị phòng thủ không gian để tự vệ trước các đối thủ đang phát triển nhiều loại tên lửa và các công nghệ khác. Đơn vị này sẽ phối hợp với lực lượng tương ứng của Mỹ do Tổng thống Donald Trump lập ra gần đây. Trong bài phát biểu về chính sách trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội đầu năm mới, Thủ tướng Abe cho biết đơn vị sứ mệnh không gian sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 4 tới và sẽ trực thuộc lực lượng phòng không Nhật Bản. Lực lượng không gian Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ, bảo vệ các mối đe dọa đối với những thiết bị thông tin không gian như vệ tinh. Đơn vị không gian sẽ đóng tại căn cứ không quân hiện nay ở Fuchu, vùng ngoại ô phía tây của Tokyo, nơi khoảng 20 người sẽ bắt đầu làm việc trước khi được hoàn thiện bộ máy vào năm 2022. Tháng 12 vừa qua, nội các Nhật Bản đã đề xuất 50,6 tỷ yên, tương đương 460 triệu đô la Mỹ ngân sách cho các dự án liên quan đến không gian và đang chờ được Quốc hội phê chuẩn. Ngày 21 tháng 1, chính quyền vùng đô thị Bangkok đã công bố 4 biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí gây ra bởi bụi mịn bằng hoặc nhỏ hơn 2,5 micromet đang trở nên trầm trọng. Theo đó, các cơ quan có chi nhánh ở Bangkok sẽ được đề nghị lùi giờ làm việc xuống 10 giờ sáng và kết thúc vào 18 giờ chiều nhằm giảm tắc nghẽn giao thông. 437 trường công trong thành phố sẽ đóng cửa trong một ngày 22 tháng 1 nhằm giảm số lượng phương tiện giao thông trên đường cũng như tác động đối với sức khỏe của trẻ em và thanh thiếu niên. Ngoài ra, người dân sẽ được phát khẩu trang tại 68 trung tâm y tế công cộng của thành phố, các trạm xe buýt hoặc ga tàu điện trên cao. Chính quyền cũng sẽ kêu gọi người dân tự bảo vệ mình bằng cách đeo khẩu trang khi rời khỏi các tòa nhà để ra ngoài trời. Theo ghi nhận, lượng bụi mịn PM2.5 tại 50 trên 52 khu vực ở thủ đô đã vượt ngưỡng an toàn trong sáng 21 tháng 1, thậm chí còn tồi tệ hơn ngày hôm trước. Các mức độ ô nhiễm PM2.5 vượt ngưỡng an toàn cũng được ghi nhận tại nhiều tỉnh khác ở Thái Lan. Ngày 21 tháng 1, chính quyền thành phố Seoul thông báo triển khai 4 tuyến xe buýt xanh chạy quanh các địa danh nổi tiếng thành phố như là phố Myeongdong, ga Seoul, tháp Namsan cùng Gyeongbok từ 10 giờ sáng ngày 29 tháng 1. Mỗi ngày sẽ có 27 xe buýt chạy 4 tuyến từ 6 giờ 30 sáng tới 23 giờ đêm. Giá vé là 600 won tương đương 12.000 Việt Nam đồng, bằng một nửa giá vé xe buýt nội đô thông thường. Hành khách vẫn được giữ nguyên ưu đãi hiện hành khi chuyển sang các phương tiện giao thông công cộng khác như tàu điện ngầm, xe buýt thông thường. Trước mắt, chính quyền thành phố Seoul sẽ sử dụng xe buýt chạy bằng khí nén thiên nhiên. Từ tháng 5 tới, thành phố sẽ thay thế toàn bộ bằng xe điện ngầm thấp, thân thiện với môi trường và thuận tiện cho người khuyết tật. Chính quyền thành phố Seoul quyết định đưa vào phục vụ 4 tuyến xe buýt mới này nhằm giảm bất tiện cho người dân sau khi thành phố bắt đầu cấm lưu thông xe xả thải ở mức 5, mức cao nhất, tại khu vực giao thông xanh phía trong tường thành Han Yang. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai dịch vụ thuế điện tử e-tax, Grab, Bi, GoViet đồng loạt tăng phụ phí dịp Tết, có thể sốt giá đất nền cục bộ tại thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2020. Đây sẽ là những nội dung sẽ được đề cập trong 5 phút nhịp sống kinh tế ngày hôm nay. Để thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu sang hệ thống thuế điện tử e-tax trong thời gian 3 ngày từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 2, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngừng cung cấp hệ thống dịch vụ kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử. Đến ngày 10 tháng 2, hệ thống e-tax sẽ chính thức hoạt động. Với hệ thống e-tax, người nộp thuế có thể tiếp cận và quản lý tất cả các dịch vụ thuế điện tử trên một hệ thống duy nhất thay vì phải đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau. Ngoài ra, dịch vụ e-tax còn giúp tra cứu các hồ sơ thuế đã gửi đến cơ quan thuế, các thông báo xử lý kết quả của các hồ sơ thuế, tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế, số thuế phải nộp. Qua những chuyến kiểm tra đột xuất tại các cửa hàng rượu ngoại, bánh kẹo nhập khẩu tại Hà Nội, rất nhiều các sản phẩm thiếu nhãn mác, thiếu thông tin xuất xứ đã bị phát hiện. Vì vậy, trong thời gian tới, Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại nhằm bảo đảm hàng hóa Tết cho người dân. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều vụ buôn bán vận chuyển pháo nổ tại các tỉnh biên giới và trong thị trường nội địa. Tuy nhiên, càng gần Tết Nguyên đán, hoạt động này càng tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trên các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục phổ biến, phát động toàn dân không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng buôn bán vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ, đồng thời xử lý nghiêm các hoạt động kinh doanh buôn bán pháo.
Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020 ít có nguy cơ xảy ra bong bóng, nhưng có thể xảy ra tình trạng sốt giá đất nền cục bộ ở một số khu vực có quy hoạch phát triển đô thị, phát triển giao thông. Dự đoán trong 6 tháng đầu năm 2020, các doanh nghiệp bất động sản có thể vẫn còn phải tiếp tục đương đầu với khó khăn thách thức. Phân khúc thị trường căn hộ chung cư nhà ở thương mại 1-2 phòng ngủ có giá vừa túi tiền tiếp tục giữ vị trí chủ đạo trong thị trường bất động sản, đi đôi với nguồn cung dự án nhà ở xã hội tăng thêm trong năm 2020. Từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1, tức ngày 28 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết, mức phụ thu đối với GrabBike sẽ tăng thêm 10.000 đồng và GrabCar tăng lên 15.000 đồng một chuyến. Với GoBike của GoViet, nếu khách đi quãng đường dưới 2 km sẽ phụ thu 20.000 đồng, trên 2 km phụ thu 5.000 đồng km, phụ phí ban đêm là 10.000 đồng một đơn. Với hãng Bibike sẽ phụ thu 15.000 đồng một chuyến, đi tỉnh một chiều phụ thu 25.000 đồng, đi tỉnh hai chiều 50.000 đồng. Tương tự, mức phụ phí Bika cao nhất là 20.000 đồng một chuyến, đi tỉnh một chiều là 100.000 đồng và hai chiều là 200.000 đồng một chuyến. Nhân dịp năm mới, Jetstar Pacific cho biết sẽ tung 2.020.000 vé máy bay giá từ 2.020 đồng vào đúng đêm giao thừa. Vé sẽ được mở bán từ 20 giờ 20 phút. Đêm 30 Tết, tức ngày 24 tháng 1, áp dụng cho các chặng bay nội địa của hãng trong khoảng thời gian từ tháng 3 cho đến tháng 10. Trong đó một số điểm hot về du lịch như Huế, Đà Nẵng sẽ có số lượng vé ưu đãi lớn. Ba phương án được đưa ra là sẽ sử dụng vốn đầu tư công, sử dụng nguồn vốn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam hoặc sử dụng chênh lệch nguồn thu chi từ khai thác tài sản khu bay do Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đang tạm quản lý. Tổng số vốn cần để đầu tư cải tạo nâng cấp hạ tầng hai sân bay là hơn 4.000 tỷ đồng. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa công bố số điện thoại đường dây nóng đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân 2020. Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân 2020, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thông báo hệ thống số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị người tham gia giao thông khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin về hành trình, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện, số hiệu chuyến bay, thời gian, lỗi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông, ưu tiên dùng tin nhắn để bảo đảm chính xác, thuận tiện và an toàn. Nhằm giải quyết lượng hành khách qua lại tại bến cũng như tình trạng ùn ứ khách vào những ngày cao điểm, tại Cần Thơ, nhiều đơn vị vận tải đã đề xuất xin tăng giá cước xe Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Hiện tại, nhiều đơn vị kinh doanh vận tải cho biết đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Riêng các công ty xin được tăng giá vé 40% đối với chiều rỗng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 nhằm giải quyết lượng hành khách qua lại tại bến, tránh tình trạng ùn ứ khách vào những ngày cao điểm. Theo dự đoán của các nhà xe, thông thường từ ngày 28 Tết, lưu lượng hành khách qua bến sẽ bắt đầu tăng cao. Để bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện từ rất sớm. Đặc biệt, các nhà xe quán triệt đến đội ngũ lái xe, chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách, đồng thời đã cho kiểm tra lại toàn bộ phương tiện, bảo đảm không để xảy ra tình trạng hư hỏng trong quá trình vận chuyển hành khách trong dịp Tết Canh Tý 2020. Thưa quý vị, những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý, bên cạnh ưu tiên cho công tác điều tiết phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân đi lại thuận tiện, Công an Thành phố Hồ Chí Minh còn thường xuyên duy trì việc kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với lái xe. Tài xế xe container, xe tải là nhóm đối tượng được lực lượng chức năng tập trung kiểm tra nhiều nhất. Tại chốt kiểm tra trên đường vào khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, song song với đo nồng độ cồn, các tài xế phải thực hiện test nhanh có sử dụng chất kích thích, ma túy hay không. Lái xe trên đường thì mình không có rượu bia, và như vậy thì em thấy vẫn là tốt. Bây giờ đối với theo tài xế như anh em chúng em thì ra đường này không dám ăn nhậu vì cái này để lưu thông xe. Rất ủng hộ chuyện đó để răn đe bớt những chuyện về sau, nên tài xế mình phải chấp hành tốt. Qua kiểm tra 51 tài xế, không phát hiện trường hợp nào vi phạm quy định về nồng độ cồn hay sử dụng chất kích thích, ma túy. Lỗi bị xử phạt chủ yếu là không mang giấy phép lái xe, phương tiện không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, không cài dây an toàn. Đơn vị cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, cũng như là xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm, nhất là nồng độ cồn. Đối với tài xế container thì phát hiện
vi phạm thì có giảm hơn đi so với năm 2019. Trước đó, qua tổ chức chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích ngay khu vực ra vào cảng Hiệp Phước, Công an huyện Nhà Bè phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định 21 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn và 3 trường hợp dương tính với ma túy. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tới đây sẽ tiếp tục duy trì thường xuyên các đợt kiểm tra chuyên đề đối với người điều khiển xe cơ giới trên địa bàn. Thưa quý vị, năm 1884, thực dân Pháp chính thức xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ Đại Nam và thiết lập bộ máy cai trị. Ngay trong cuối năm 1884, các tổ chức yêu nước bắt đầu tiến hành các hoạt động vùng lên giành lại đất nước, bắt đầu bằng phong trào cần vương chống Pháp. Đêm ngày 22 tháng 1 năm 1885, một cuộc khởi nghĩa nổ ra tại Sài Gòn nhưng ngay lập tức thất bại bởi sự phối hợp thiếu chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia. Hôm nay ngày 22 tháng 1 năm 2020, tiểu mục ngày này năm xưa, xin mời quý vị khán giả cùng chúng tôi nhìn lại giai đoạn lịch sử này để thấy rằng trong hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, người dân đất Việt luôn sôi sục trong lòng một tình yêu nước dạt dào, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc. Ngay từ những ngày đầu đánh chiếm Việt Nam, thực dân Pháp đã phải đối mặt với phong trào yêu nước của những người dân Việt luôn có khát vọng được độc lập tự do. Tinh thần yêu nước này được thể hiện rõ nét qua phong trào cần vương. Trong đó, tiêu biểu là các khởi nghĩa Ba Đình từ 1886 đến 1887, Hương Khê từ 1885 đến 1896. Yên Thế 1884 đến 1913. Cùng với phong trào cần vương, thời kỳ này cũng nổ ra nhiều phong trào cứu nước. Tuy được tổ chức theo các xu hướng khác nhau, nhưng các phong trào này đều có chung một điểm, đó là dựa trên lòng yêu nước và mong muốn giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ. Một là cái khuynh hướng yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến, mà tiêu biểu là phong trào cần vương từ cuối thế kỷ 19, thế rồi đến đầu thế kỷ 20 thì cũng vẫn còn những ông vua yêu nước nổi tiếng như là vua Thành Thái, vua Duy Tân. Cái xu hướng yêu nước thứ hai là xu hướng yêu nước của nông dân, tiêu biểu nhất đó là phong trào nông dân Hoàng Hoa Thám, khởi nghĩa Yên Thế. Thế rồi cái xu hướng thứ ba là xu hướng của những người dân chủ, khuynh hướng dân chủ tư sản, mà tiêu biểu là Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng. Đó là những xu hướng muốn canh tân đất nước, phát triển đất nước theo cái xu hướng dân chủ tư sản. Xu hướng thứ tư là xu hướng yêu nước của những người tiểu tư sản, trí thức, mà tiêu biểu nhất đó là phong trào của Việt Nam Quốc dân Đảng, Nguyễn Thái Học. Mặc dù phát huy được lòng yêu nước, huy động được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân, thế nhưng các phong trào này vẫn còn lẻ tẻ, rời rạc, chưa liên kết tập hợp, mở rộng đến quy mô toàn quốc, dẫn đến sự thất bại tất yếu. Dân tộc Việt Nam tiếp tục phải chịu ách gông cùm, nô lệ, phải đợi đến khi có sự xuất hiện của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, cùng sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hành trình giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước mới thực sự có tương lai tươi sáng. Lúc bây giờ thì có thể nói là nhu cầu bức xúc nhất là phải giải phóng được dân tộc, phải giành được độc lập tự do cho Tổ quốc. Và xã hội Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến tận đầu thế kỷ 20 đấy là triền miên trong một cái cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước. Sâu xa ra đấy là khủng hoảng về một triết lý phát triển. Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đấy trong cái bối cảnh xã hội Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến những năm đầu của thế kỷ 20 cho đến khi Đảng ra đời đấy, thì phải nói đến vai trò của người nhận đường, người tìm đường và người mở đường cho sự phát triển của Việt Nam. Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, trong gần một thế kỷ, nhân dân ta không cam chịu nô lệ, đã liên tiếp vùng dậy, cầm vũ khí để giải phóng dân tộc. Đồng hành với tinh thần bất khuất, quật cường của nhân dân yêu nước, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
và tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Mà đỉnh cao của giai đoạn lịch sử này là thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, chấm dứt sự cai trị của các thế lực ngoại quốc, chính thức khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ đây, Việt Nam đã là một nước độc lập và tự do. Tiểu mục Ngày này năm xưa vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào ngày mới của Truyền hình Nhân dân ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.